Trời kìa, rồi mày hả, ngủ không, lên dĩa đếm số nha, rồi tiếp tục dí anh gian anh em. Một mình mày chấp hết đúng không? Mày chạy đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đâu, phóng phi tiêu, rồi quét kiếm, giật cung tiền. Ui, sức qua đây luôn rồi. Xui, rồi toàn ngay anh em, pha này thì mình sẽ chờ có chiếc cuối nha. Rồi pha này thì giật chi một, chạy theo tên chạy này, giật công ty vô cái mạng của thằng theo nát xong, giết được cái mạng theo nát, giật công ty tiếp đấy. Ui, lại thêm thằng ấy kỳ qua ra nữa nè, rồi giết luôn cái kỳ nha nè, giết luôn cái kỳ rồi xong luôn này luôn, chiếc vũ khí dành cho mình luôn, quá là đẹp luôn ở đây mà. Một mình đúng là con trai của ta. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì theo yêu cầu của bạn có tên là Top 1 Violet, nó bạn comment nó là hóng video Butterfly, thì hôm nay mình sẽ làm và hướng dẫn chi tiết cái tên đồ phù hiệu và cách chơi của vị tướng Butterfly chuẩn và mạnh nhất cho anh em xem nhé. Thế thì sau khi mình farm một vòng rừng thì mình đang núp bụi để mà chờ bắt con khỉ nha anh em. Đấy, thì con khỉ bây giờ nó ra rồi thì mình lụm cái mỏng nó thôi anh em ạ. Đấy, lụm cái mỏng của con khỉ ngay anh em. Đấy, khỉ khô này thì mình chọn lên này bạn điểm số trong vòng một nốt nhạc thôi anh em ạ. Thì vị tướng Butterfly này thì nó là một trong những vị tướng mà sát thủ có thể giết liên hoàn chiêu, rất là giết liên liên hoàn kill nha nè. Đấy, liên hoàn giết rất là nhanh, dễ dàng và dễ được mega kill lắm anh em ạ. Nếu như mà anh em đánh ở cái rank thấp mà muốn cài mega đó thì anh em cứ cầm cái con tướng Butterfly này nha, nó cực kỳ mạnh và nó cực kỳ là sốc đam đối với những vị tướng máu mỏng anh em ạ, và nó vét mỏng cực kỳ tốt luôn. Thì trong cái clip này mình sẽ hướng dẫn cái cách chơi vị tướng này cho anh em xem. Đầu tiên là cái tích nội tại, thì anh em phải có ba cái nội tại như thế này thì nó mới tối ưu sức mạnh nha. Rồi pha này thì mình dùng nhanh để mình cái nhưng mà không kịp anh em ạ, cái tính KS nhưng mà cũng không kịp anh em ạ. Đấy, mới đau chứ, nếu mà quýnh mà chuẩn nhất á là anh em tích ba nội tại, sau đó là anh em dùng chiêu cuối trước, rồi sau đó là anh em tiếp tục là dùng chiêu một chiêu hai bình thường, rồi chiêu cuối tiếp tục là chiêu một chiêu hai, có combo đoàn hoàng anh em ạ. Nhưng mà cái đó thì từ từ mình sẽ nói sau. Đầu tiên á thì anh em đi rừng á, thì anh em sẽ lên cái build đồ giống như mình để ở phần dưới nha. Còn cái chất tướng của vị tướng Butterfly á anh em, thì nó là một chất tướng sát thủ mà, thì anh em sẽ lên đồ công. Thì anh em để ý bây giờ mình sẽ nói về cái phần nội tại của vị tướng Butterfly nha, để mà anh em hiểu cái chất tướng của nó, để mà anh em combo tốt. Cái con này là phỉ chất tướng nha anh em ạ, nó không phải như anh em mà khi mà muốn tối ưu quá sức mạnh của Butterfly này thì anh em phải tích đủ ba cái nội tại, giống như hiện tại mình đang tích này, đó ba cái gạch đó, hai gạch màu trắng một cái gạch màu vàng đó, thì đó là tích lũy ba cái nội tại nha. Mà cái cách tích lũy ba cái nội tại này á là anh em phải farm được ba con quái hoặc là ba con rep, hoặc là giết giết một người thì nó tích lũy được hai nội tại nha anh em. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xuống đây mình sẽ combo cho anh em xem này. Và em pha này thì mình sẽ giật chiêu cuối trước anh em ạ. Giật chiêu cuối trước, pha này thì này nó chạy vô trong cho nó tự tử rồi anh em. Úi giời ơi, không kịp anh em ạ. Không kịp anh em ơi, nhấp chiêu cuối. Ui, không kịp anh em ơi. Cày chế nha. Đấy, thì pha đó mình trái không kịp cái mạng của vị tướng Gian luôn anh em. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nói cụ thể chi tiết cái nội tại và chi thức của vị tướng Butterfly luôn nha anh em. Nội tại của vị tướng Butterfly là sát thủ, thì Butterfly sẽ hạ tướng địch sẽ nhận được hai lần dấu ấn ám sát, hoặc là nếu mình giết một quái rừng hoặc một con lính thì sẽ nhận được một cái dấu ấn ám sát. Nếu mà đủ ba dấu ấn á, như nãy giờ mình nói á, thì nó sẽ khi mà nó anh em đánh cái chiêu nào á, thì cái chiêu đó nó sẽ được làm mới. Ví dụ anh em tích lũy được đủ ba cái nội tại đúng không, anh em giật cái chiêu cuối thì cái chiêu cuối nó vẫn còn nha, nó còn lại cái chiêu cuối cho anh em. Và này thì thằng Ngộ Không nó không quá, nó nhảy qua kia nó chạy mất tiêu rồi, sợ quá chạy luôn anh em. Này thì cái chiêu cuối đó thì khi mà anh em tích được đủ nội tại rồi á, anh em giật chiêu cuối trước thì nó vẫn còn chiêu cuối cho anh em. Này thì đó là cái cách mà anh em tích lũy được hai lần chiêu cuối. Rồi đó là cái nội tại chiêu thức của vị tướng Butterfly. Về cái chiêu một của vị tướng Butterfly là quét kiếm, thì nó sẽ vung cái kiếm hình vòng cung anh em, và nó gây sát thương và đồng thời nó tăng tốc chạy cho vị tướng Butterfly. Chiêu hai là phi kiếm, phi kiếm thì Butterfly sẽ chọn ra một cái kiếm và gây sát thương. Chiêu ba là ám sát, ám sát là sẽ
Sau khi anh em bấm thì nó sẽ ốm sóc vào mục tiêu, mà mục tiêu ưu tiên là cái mục tiêu thấp máu nhất nha anh em. Hồi này thì mình đứng mình chém tay thôi anh em, bây giờ chưa có chi nào thì mình cứ chém tay thôi và siêu việt anh em ạ. Ăn được 3 mạng rồi anh em. Lấy luôn cái trụ giữa nè. Này, lấy luôn cái trụ giữa rồi anh em. Thì chơi vị tướng Butterfly nó cũng rất là dễ thôi anh em. Anh em cứ tích lũy đủ 3 nội tại nha. Mà mình nói cụ thể về cách chơi, về cách chơi là anh em sẽ tích lũy đủ 3 nội tại. Sau đó là anh em sẽ ốm sắp vào mục tiêu. Bằng cái chiều cuối ốm sắp vào mục tiêu, cái mục tiêu là mục tiêu anh em phải cố gắng là ốm sắp vào mục tiêu thấp máu nhất của mục tiêu nha anh em, của team bạn. Hoặc là máu mỏng nhất thì anh em sẽ ốp sống vào mục tiêu đó để anh em giết được cái mục tiêu đó thì nó sẽ tích lũy lại được 2 nội tại cho anh em, mà có thể là trong quá trình đó thì anh em có thể giết thêm một lính hay một con quái gì đó thì nó tích lũy được thêm nội tại nữa thì nó sẽ giật chiêu cuối liên tục luôn em ạ. Rồi vào giao chiến thì anh em cứ giật chiêu cuối trước, rồi anh em chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, rồi tiếp tục là giật chiêu cuối đánh thường. Nếu mà nó hồi lại chiêu 1 chiêu 2 thì anh em cứ giật chiêu 1 chiêu 2 đánh thường tiếp anh em ạ. Rồi thì bây giờ đó là cái cách chơi rất là đơn giản anh em. Lưu ý là Butterfly thì nó rất là mạnh, nhưng mà anh em phải lưu ý là lúc mà vào giao chiến á, thì anh em sẽ vào đúng lúc nha. Vào đúng lúc chứ anh em đừng có vào mà vào trước là lỡ team bạn nó có khống chế thì anh em sẽ không có có giết được team bạn. Bây giờ thì mình sẽ lượm cái mạng của thằng ui thông minh thế. Ôi giời ơi, chạy đi đâu lên bên kia bị chết mất rồi vẫn giết được cái mạng của vị tướng Yota nè. Lại pha này thì Yota tự nhiên pha đó ngộ khỉ gần chết rồi mà còn để ngộ khỉ nó giết được Yota nữa. Quá là uổng cái mạng của vị tướng uổng cái mạng của vị tướng Yota nè. Pha đó thì chỉ cần để cho anh em cho team mình nó giết là cũng được rồi. Không có cần phải là anh em phải KS đâu. Anh em giết cũng được mà. Cần gì mà phải vô trong nó để mà cho vị tướng của không giết đâu. Hôm này thì mình che ốm sóc mình đây. Ui thì toàn chạy anh em, chạy thôi. Pha này thì cứ cố gắng mà chạy thôi anh em, bật chi một chạy. Khi mà team bạn nó giết mình á thì anh em cứ bật chi một thì nó sẽ tăng tốc chạy cho anh em và anh em chạy đi nha anh em. Pha đó thì mình sẽ pha đó thì mình ưu tiên vào vị tướng gian của team bạn. Rồi cái là chạy thôi, giật chi một chạy thôi anh em. Ui không kịp rồi, chạy qua đi đã. Rồi mày cũng phải trả giá ngay những khỉ khô. Và đó thì mình tính là giật cái ulti vào con quái để chạy qua bên kia, nhưng mà không kịp anh em ạ. Ngộ không nó chạy rất là nhanh, nó tốc biến rồi chiêu 1, chiêu 2 nó chiêu nào nó cũng chạy nhanh hết. Nên là pha đó mình không chạy thoát được cái mạng của vị cái ống sóc của vị tướng ngộ không anh em ạ. Này thì không sao. Này thì team mình thì cũng rất là xanh anh em. Thì khi mà chơi vị tướng Butterfly thì anh em có thể là núp bụi để vào sau giao tranh nha anh em. Vào giao tranh thì vào sau, đừng có vào trước. Vào giao chiến thì anh em cứ vào sau nha, đừng vào trước. Rồi bây giờ mình sẽ xuống mình ngủ không nữa hả bạn. Ulti này chém chỉ một chiếc ai này là còn có ulti nha anh em. Còn ulti chạy đâu? Úi chạy đâu nhỉ? Đây. Chạy đi đâu? Đỉnh solo kill hả bạn. Nằm im ru lên dĩa đêm số nha con. Chạy đi đâu nữa hả bạn? Rồi pha này thì mình sẽ ăn thật thằng Seiya luôn nha anh em ạ. Pha này thì ăn thật thằng Seiya thôi. Rất là dễ. Team bạn không có ai ra cướp hết anh em. Rồi, trừng trị thôi, đó, được tích lũy được 3 nội tại luôn kìa anh em. Con này thả đừng lấy giữa đấy mà. Gian kìa anh em. Gian hả Gian? Solo bạn ơi. Quấn đừng có chạy nha. Chặt múa đây, dạy mà múa đi bạn ơi. Rồi nằm im ru luôn. Đấy. Một mình một quả với 4-5 người thì có thể là thằng thánh phương nào thì cũng phải chết cho anh em ạ. Chạy đi đâu cho top. Sau đó thì anh Yota bay rất là hay, bay nam start và giết được luôn cái mạng của vị tướng theo nát của team bạn anh em. Rồi lượm cái trụ giữa nè, một cái trụ giữa đã nằm xuống rồi, cái trụ ở dưới kia thì vị tướng Hayate chắc là cũng đập được luôn rồi anh em ạ. Rồi vẫn chưa đập được rồi, mình nhìn bản đồ nhỏ thì team mình vẫn lấy được rồi, Hayate vẫn lấy được từ dưới kia rồi. Ui cái con tà thằng nó đập cái nhà kia anh em. Pha này thì mình từ từ nhé, mới có giết mới 4 mạng mà ăn sớm quá. Pha này thì mình cũng từ từ mình đi farm cái đó nè.
để cho mà anh em thấy được cái cuối game thì vị tướng Butterfly nó mạnh như thế nào nha. Chứ bây giờ mà kết thúc ván game thì nó cũng sớm quá anh em. Team mình thì nó lại lên nó giết nhiệt tình quá. Qua kêu dành cho vị tướng Hayate rất là hay luôn anh em ạ. Vị tướng Hayate pha này trong cái ván game này thì có lẽ là khá là xanh và gánh team rất là tốt. Vị tướng Victor thì trong cái clip này thì mình mới giết được có 4 mạng, chết 1 mạng và trợ có 2 mạng anh em. Để thử tí nữa thì mình có thể là diệt thêm được mấy mạng nữa à, để cho bọn em xem nó mẫn nhãn hơn. Này thì phe mình thì lại có một cái thằng ấy lại đi bỏ phiêu hòn anh em. Má thì cái chứ cày đang chơi cứ bỏ phiêu hòn cày chứ nhở. Còn sao anh em à, có vẻ là bỏ thì bỏ vậy thôi chứ mình đã cài đặt là từ chối đầu hàng anh em, trong mặc dù trong tình huống như thế nào vẫn là từ chối đầu hàng, chiến đấu tới cùng chứ không có thể nào mà bỏ phiếu hàng như vậy được. Bây giờ mình sẽ đập luôn cái đường này cho nó đúng quy trình nha anh em, đánh thì phải đúng quy trình, nó là phải đập 3 đường, không đập 2 đường nó không win thì nó cũng hơi dễ dở sao đó anh em, không có hay lắm. Đúng quy trình là phải đặt 3 đường anh em. Ui pha này thì team mình team bản, ui mày thằng này làm như vậy bị kéo một phát là coi như toàn đó nha, vị tướng theo đánh của team bản á. Thằng gian kìa anh em, chơi luôn khô máu anh em. Trời, một mình quẩy sao không đúng vậy mà quẩy nữa đây. Rồi ôi pha này anh đòi cứ cân 4 cân 5 miết anh gian nhỉ, một mình anh đâu quẩy được. Gian mà kèm theo Sineo rồi đang quẩy rồi Sineo bay xuống hồ máu thì mặc may, chứ còn một mình mà quẩy thì cũng không thể nào mà quẩy được hết với 5 thành viên của team mình anh em ạ. Trong khi cái mạng hơi thọt, giờ mình cố gắng mình tích lũy mình giết thêm vài mạng nữa cho anh em xem nha. Thì pha này thì team bạn nó đang phủ nhà rất là chát nên là mình chưa có vào được anh em. Đây thì mình sẽ lên mình đập cái trụ trên này trước, rồi sau đó thì mình sẽ xuống mình lấy luôn á. Pha này thì mình sẽ lượm cái mỏ ngay dứt, ui toàn ngay anh em, bị nó lừa anh em ạ. Hơi non nha, pha này thì mình hơi non. Đấy, giật công ty, giật công ty vào thì lại bị thằng Kali của team mình nó team bạn nó lại giật cái công ty, giật cái tóc biến nó chạy mất anh em. Nhưng mà thôi thì cũng win ván game rồi đó anh em, 3 đường là chắc chắn rồi. Đấy thì team bạn đã ăn được tà thần Seiya nè, chắc là cố gắng là thủ thêm một giai đoạn nữa chứ còn đấy, vị tướng Gian lại tiếp tục là đi solo kill anh em. Đấy, này bố láo bố lép thế nhỉ, một mình căng hết à. Ui dù nhảy vô đập chim, ui bật tóc chạy kìa. Rồi mày hạ ngủ không lên dĩa đếm số nha, rồi tiếp tục với Gian anh em, một mình mày chấp hết đúng không, mày chạy đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đâu, phóng phi tiêu rồi quét kiếm giật công ty. Ui sao qua đây luôn rồi, xui ui là toàn ngay anh em. Pha này thì mình sẽ chờ có chiêu cuối nha. Rồi pha này thì giật chiêu một chạy theo tên chạy này, giật công ty vô cái mạng của thằng theo nát xong giết được cái mạng theo nát, giật công ty tiếp. Đấy, ui lại thêm thằng ấy kỳ qua ra nữa anh em, rồi giết luôn cái kỳ nha anh em, giết luôn cái kỳ rồi xong luôn này luôn. Đấy, chiếc vũ khí dành cho mình luôn, quá là đẹp luôn anh em ạ. Mình tiêu diệt thêm 3 mạng này. Pha này thì một mình chém chết chết thêm 3 mạng của team bạn nữa. Đấy thì team bạn chết hết rồi anh em, có lẽ là ván game đã kết thúc từ đây. Đấy thì anh em nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chúc bạn top 1 Violet xem clip vui vẻ nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.